Trận chung kết này. Cái này là iPhone này. Đấy, cái kia là iPad này. Cái to này em để xóa để cái bé này iPhone, iPad. Cái to là iPad còn cái bé là iPhone. Có nghe nhạc chưa? Nhạc rồi, giỏi quá. Hey!
Ôi giời. Bóng rồi. Quá tuyệt vời. Quả đấy chỉ cần chút cầu đã là tính điểm rồi. Đánh sang rồi đúng không? Rồi, phát cầu 8, 7. Ui giời. Hay quá. Đường cầu rất là bảy sắc cầu vồng. Ui giời mẹ. Long khỏe thế. Ui giời ơi. Không ngoài vào đây. Quá tuyệt vời. Mẹ ông đánh những set thứ 4 mà không khỏe thế. 8, 11. Nhà thì cổ động viên không mặc xanh máy ra đằng sông. Đừng vui. Ui giời. Quá hay. Long phải bám ở trên lưới đi Long. Đội phát cầu. Cầu càng đẹp. 12, 8. Chưa biết đứng chỗ nào. Tốt đấy. Tốt đấy. Hay. Hay. Ôi ôi. Bố vào tay. Đội phát cầu. Cầu lông viên bên ngoài không đánh cầu vào sân. Không có đất, không có đất. Cố lên, cố lên. Đôi kia nãy thắng đôi này đúng không? Ừ. Bây giờ đôi này đang thắng. 13, 9, 1. Hai đôi này đều thắng hai trận. Biết biết rồi, ý là bây giờ bằng điểm. Cho nên bây giờ phải có trận nữa. Vâng. Tốt thế, Tuấn ơi. Tuấn Hà gọn hết. Đùa đâu. 14, 9. Nhường nhau quá. 15, 9. Cứ bình tĩnh thôi. 21 đi nhá, không phải 31 đâu. Đánh chắc chiêu cầu vào. Cứ tưởng là 31 thì 21 thì thua luôn đó. Rồi, phát cầu 10, 15. Cố lên, cố lên. Đánh chết. Rồi. Vẫn còn. Ôi à. Vẫn còn. Ôi.
Thả vài quả đây, đẹp đây. Cho lên 19. 20. 12. Tôi. Lên đây Long. Đấy. Đã bảo nó tôi nhiều không thể hiện. Bắt tay, bắt tay, bắt tay, bắt tay. Tôi rồi. Ai nha, không bắt tay chặt tay mà. Không cần nhận đâu. Ok. Nó cần hết rồi. Đó. Một đám nữa là đội mời được Kim Hòa lên trên này. Hay là thả ba lên trước. Và nội dung tôi đội nam. Đội nam thì tôi đội nam này. Rồi. Giải ba cho ba cặp. Tâm sướng thế. Đâu đâu giải. Giải đấy. Vâng, vâng, vâng. 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 Vâng, vâng, thuộc về đôi Trường Sơn. Nội dung đôi nam nữ thuộc về đôi Tá Hay. Trân trọng và kính mời đồng chí Minh Đức. Gì cả? Phó giám đốc Bí thư chi bộ lên trao giải nhì cho hai cặp. Đặt giải nhì. À, xin chúc mừng các cô bé. Cái này là iPhone này. Đấy, cái kia là iPad này. Tuyệt nhất trong buổi chiều ngày hôm nay. Nhạc đâu nhỉ? Ôi, nam nữ từ đâu ơi? Từ lên, từ lên. Nhạc mời tôi Quang Huyền. Xin mời nhạc. Cái to là iPad, còn cái bé là iPhone. Không nghe nhạc chưa? Nhạc rồi, giỏi quá. 6 giờ luôn rồi. Nhưng mà sau khi mà được anh chị em hưởng ứng rất là đông thì ban giám đốc chúng tôi cùng với lại ban chấp hành công đoàn có thấy rằng là có lẽ nhân cái cơ hội như thế này, cơ quan chúng ta rất là đông và lực lượng vận động viên cũng rất là nhiều, thì có lẽ là thay mặt cho chi bộ ban giám đốc thì tôi phát động luôn cái phong trào thể thao của đơn vị và bắt đầu từ ngày hôm nay để tiếp tục cái không khí phấn khởi như thế này, thì phát động phong trào và mong rằng chúng ta hưởng ứng. Và từ hôm nay chúng ta sẽ tổ chức luyện tập thể thao thường xuyên tại vị trí này và giao cho đoàn thanh niên chuẩn bị cho tôi một cái bảng bóng bàn nữa để thanh niên để công chí tham gia. Và từ chiều mai đấy, cái ngoài giờ chính đấy, khi nghỉ là công chí nào có điều kiện thì chúng ta sẽ đến đây và cố gắng duy trì cái phong trào này nó phát triển. Tôi nghỉ nhưng tôi không tin ra đấy. Đó. Không mặc cái váy sâu lên như thế này. Không thì mặc đi. Chị em ơi, chị em ơi. Con Na biết kia đây. Con Na hai cái động vật biết kia đó nha. Tôi đi đâu? Bà đi. Bà đi, bà đi, bà đi. Bà đi, bà đi. Bà đi, bà đi. Bà đi, bà đi. Bà đi. Đúng 6 giờ là vào cuộc.